Kính thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Y tế, cả nước đã triển khai tiêm được trên 228,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19, cơ bản hoàn thành việc tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên. Tuy nhiên, Bộ Y tế đánh giá tỷ lệ tiêm mũi 3, tức liều nhắc lại lần 1 cho người từ 18 tuổi trở lên mới đạt khoảng 62%. Tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chỉ mới đạt 34,4 và 3,5%. Nếu tình hình tiêm chủng không cải thiện, sẽ không thể hoàn thành mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng là hoàn thành tiêm vaccine mũi 3 cho người cần tiêm và hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2 năm 2022 để học sinh đến trường an toàn trong các tháng học hè và bắt đầu năm học mới an toàn vào năm học mới bắt đầu từ tháng 9 năm 2022. Số lượng vaccine đã quyết định phân bổ hiện tồn nhiều tại các tuyến, khoảng 8,8 triệu liều tại khu vực và 2,7 triệu liều tại tỉnh. Cùng với số vaccine dự trữ tại tuyến quốc gia có nguy cơ cao dư thừa và hết hạn phải hủy bỏ, nếu địa phương không đẩy mạnh tiếp nhận vaccine và triển khai tiêm chủng. Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành phố báo cáo về số ca mắc COVID-19, theo dõi và tổng hợp thông tin về số trẻ mắc COVID-19, tổng hợp số liệu và báo cáo Bộ Y tế. Tiếp tục chủ trì, phối hợp các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur khu vực, tổ chức hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm chủng mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thấp để tăng cường việc tiếp nhận vaccine, triển khai tiêm chủng. Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đã giao Cục Y tế Dự phòng chủ trì phối hợp Viện Vệ sinh Dịch tễ NIHE dự thảo và trình Bộ Y tế ký ban hành báo cáo Thủ tướng về việc tiếp nhận, phân bổ và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Dự kiến các khả năng có thể xảy ra thừa hủy vaccine. Viện Vệ sinh Dịch tễ tiếp tục đốc thúc các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời số lượng đối tượng cần tiêm mũi 3 và mũi 4, tức mũi nhắc lại lần 1, lần 2. Thưa quý vị, trên cơ sở số lượng đối tượng và tiến độ triển khai tiêm chủng của các địa phương, Viện Vệ sinh Dịch tễ đã xây dựng kế hoạch và khẩn trương phân bổ vaccine, đồng thời cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng để vận chuyển ngay vaccine đến các tỉnh, thành phố, báo cáo Bộ Y tế về việc tiếp nhận, phân bổ và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, dự kiến các khả năng thừa hủy vaccine có thể xảy ra. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.